Thanh Bạch tạo dáng vận động viên thể hình khi bị ngã từ bục cao 1 mét. Tập 14 chương trình Sau Ánh Hào Quang phát sóng tối 1 tháng 1 là những chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Bạch về những vui buồn trong cuộc sống và nghề nghiệp. Hơn 20 năm gắn bó với nghề MC, anh đạt được nhiều vinh quang với nhiều danh hiệu giải thưởng nhưng cũng gặp không ít chỉ trích. Thanh Bạch tự xoa dịu nỗi đau cho bản thân. Theo Thanh Bạch, khi vào nghệ thuật, việc đối diện với dư luận trái chiều là điều đương nhiên. Kiếp này ông Tổ đã chấm mình là nghệ sĩ nên dù bị chửi thế nào thì cũng chấp nhận, anh nhấn mạnh. Anh từng nghe những nhận xét như Thanh Bạch lố quá, Thanh Bạch diện trang phục khác người quá. Đỉnh điểm của những lời nhận xét trái chiều ấy là khi Thanh Bạch nhuộm tóc bạch kim. Tận cùng trong lòng anh có tổn thương đau đớn, vì nỗi đau đó anh từng định cầm kéo kết thúc cuộc sống của mình. Tôi quá khủng hoảng nên đã cắt tóc và nhuộm trắng. Tận cùng nỗi đau mình đã trải qua rồi thì những điều khác đâu có gì đáng sợ. Họ chửi tôi nhưng họ không phải là người ở trong cuộc để hiểu những gì tôi trải qua. Do đó tôi không trách móc họ, cũng không than thở cho bản thân. Mình là mình mới quan trọng nhất, anh nói. Thanh Bạch tiết lộ liều thuốc xoa dịu tinh thần cho anh là âm nhạc. Với anh, âm nhạc đem lại nguồn năng lượng dồi dào. Anh bảo, dù sốt 41 độ nhưng có âm nhạc tôi sẽ không biết tới mệt mỏi là gì. Trấn Thành cho rằng Thanh Bạch cố gắng cất giấu nỗi đau trong lòng và tự cân bằng cảm xúc bằng việc xây dựng một thế giới khác của riêng mình. Ở thế giới ấy anh tự độc thoại trải lòng mình. Đây là một trong những lý do khiến Thanh Bạch từng có những phút độc thoại xuất thần trên sân khấu, ngoài kịch bản. Thay đổi từ sai lầm của bản thân. MC Kỳ Cự thừa nhận Thanh Bạch ở hiện tại trở thành một người khác, còn Thanh Bạch trước đây đã chết rồi. Khi mới nổi tiếng anh nóng nảy thiếu sự cảm thông với đồng nghiệp và những người xung quanh. Khi đi quay chương trình, ánh sáng âm thanh làm không đúng, anh yêu cầu nhà tổ chức đuổi việc họ. Đến lúc gặp lại họ trong một chương trình khác, nghe họ kể lý do của sai sót đó, anh đau đớn và hối hận. Anh nói trong nước mắt, họ làm việc khi con ốm, vợ nhập viện, nhà túng thiếu. Có biết bao lý do khiến con người không thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản nhận tiền thì phải làm việc tốt, tôi đã sai lầm. Từ đó Thanh Bạch không nổi nóng nếu đồng nghiệp làm việc chưa tốt, thậm chí sẽ ra lỗi kỹ thuật khiến bản thân phải chịu đau đớn. Anh cũng không có nửa lời trách móc họ. Trong một chương trình, anh đang đứng trên bậc cao hơn 1 mét, chưa kịp bước xuống thì kỹ thuật kéo ván ra, khiến anh ngã ngay vào hố. Dù toàn thân đau, anh vẫn đứng lên, tạo dáng kiểu vận động viên thể hình Lý Đức và Phạm Văn Mách, đi lại oai hùng. Anh hiểu sự vô tình của kỹ thuật là do họ quá mệt mỏi, ngộp thở khi bị nhốt trong sân khấu từ chiều đến khuya. Thanh Bạch khẳng định anh đang có cuộc sống an nhiên, anh không sợ lo lắng điều gì, sống hết mình và làm mọi điều mình muốn.